Hãy dành 2 phút để xem clip này. Vâng, chỉ với 2 phút, quý khách đã có ngay một bí kíp tiết kiệm lên đến 40% tiền cám chăn nuôi từ công ty trách nhiệm hạn Bình Minh. Giờ thì xin mời tất cả quý bà con hãy cùng chờ đón xem. Xin kính chào quý vị và bà con. Thì ở clip trước, Thu Hoa đã giới thiệu tới bà con về hai dòng sản phẩm đang hot nhất trên thị trường hiện nay, đó là máy băm chuối đa năng phiên bản 2020 và dòng máy ép cắm viên trục đứng S150 của công ty trách nhiệm hạn Bình Minh. Và Thu Hoa có nhận được một số những câu hỏi rằng là dòng điện nhà tôi yếu hoặc không ổn định mà tôi muốn sử dụng máy ép cắm viên trục đứng S150 của công ty thì phải làm như thế nào. Thu Hoa xin phép được trả lời rằng đối với những gia đình có dòng điện yếu hoặc hạn chế về nguồn điện thì ta có thể tham khảo về dòng máy ép cắm viên trục đứng S150 sử dụng đầu nổ D8 và máy hoạt động như thế nào, thì xin mời bà con hãy cùng đón xem. Đầu tiên, ta chuẩn bị nguyên liệu đó là cua, cá, ốc và rau cỏ. Ta phối trộn tỷ lệ độ ẩm từ 10 đến 20%. Sau đó, đưa từ từ nguyên liệu vào toa nạp. Vì là máy mới 100% nên ta cho chạy trước với 3 đến 5 kg bột cám gạo cho trơn sàng, thì ta mới chạy với những nguyên liệu thô như là ngô nguyên hạt. Khác với dòng máy ép cắm viên trục đứng S150 sử dụng dòng điện 220V, thì hiện tại máy đang được lắp đầu nổ D8 làm mát bằng nước có công suất 5 kW, tốc độ vòng quay là 1.500 vòng trên 1 phút với dung tích xi lanh lên đến 401cc cho nguồn năng suất đạt từ 100 đến 150kg trên giờ. Còn máy ép cắm viên trục đứng S150 sử dụng dòng điện gia đình 220V, motor 3 đến 3,5kW, tốc chậm 1.450 vòng trên 1 phút. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay tới số hotline nằm ở phía dưới màn hình. Máy ép cắm viên S150 sử dụng đầu nổ D8 được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn cùng với 4 bánh xe giúp dễ dàng di chuyển. Phần toa nạp có dạng phễu giúp đưa nguyên liệu xuống bùng làm việc một cách dễ dàng. Máy có thể nghiền ép những loại nguyên liệu như ngô nguyên hạt, đậu tương, thóc, cua, cá, ốc, sâu canxi làm thức ăn bổ dưỡng cho vật nuôi. Hệ thống quả lô ép quay tròn có nhiệm vụ tì ép nguyên liệu đẩy hỗn hợp qua mặt sàng ra ngoài cửa xả. Máy được thiết kế lưỡi dao cắt cám nằm ở phía dưới mặt sàng, nâng dao cắt cám lên để viên cám ngắn và hạ dao cắt cám xuống để viên cám dài ra. Thể tích thùng nguyên liệu lớn đảm bảo nguồn nguyên liệu để máy hoạt động liên tục. Tỷ số nén của động cơ diesel lớn giúp duy trì hoạt động ổn định, khỏe khoắn. Hiện trong máy đang lắp mặt sàng 3 ly, phù hợp với ngan gà vịt. Ngoài ra, máy có thể lắp các mặt sàng như 4 ly, 5 ly, phù hợp với trâu, bò, dê, lợn. Đặc biệt, mặt sàng dày 2cm được tiện CNC từng mắt sàng nên ta có thể dùng được cả hai mặt. Với sự hỗ trợ từ hộp cầu số Visai ô tô và phần cố đức bằng gang, toàn bộ nguyên liệu khô và nguyên liệu tanh đã được nghiền ép nhanh chóng cho ra những viên cám chắc mịn. Trong quá trình hoạt động, máy sinh nhiệt từ 50 đến 60 độ nên viên cám ra nóng tay, ta có thể cho vật nuôi ăn ngay, nhưng để bảo quản được lâu dài thì ta nên phơi nắng hoặc sấy khô. Và vừa rồi thì Thu Hoa đã giới thiệu tới bà con về hai dòng sản phẩm, đó là máy ép cắm viên trục đứng S150 của công ty trách nhiệm hạn Bình Minh sử dụng dòng điện 220V và máy ép cắm viên trục đứng S150 sử dụng đầu nổ D8. Và đây là toàn bộ thành phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, công ty trách nhiệm hạn Bình Minh chúng tôi luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu, từ đó đưa ra những sản phẩm tốt nhất, giá thành phù hợp nhất, phục vụ bà con trong ngành công tác chăn nuôi. Và máy ép cắm viên trục đứng S150 sử dụng đầu nổ D8 không những giúp bà con giải quyết những khó khăn về nguồn điện mà còn giúp gia tăng năng suất, tiết kiệm được chi phí và đảm bảo được nguồn dinh dưỡng tốt nhất dành cho vật nuôi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nhấc điện thoại lên, liên hệ đặt hàng ngay với chúng tôi để được sở hữu ngay hai dòng máy, đó là máy ép cắm viên trục đứng S150 sử dụng đầu nổ D8 và máy ép cắm viên trục đứng S150 sử dụng dòng điện gia đình 220V. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay tới số hotline của công ty hoặc để lại bình luận phía bên dưới để được tư vấn miễn phí. Nếu cảm thấy clip này hay và hữu ích, hãy ấn vào quả chuông phía bên dưới để nhận được thông báo về những clip tiếp theo. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn, chúc bà con thành công.